Vâng, em xin kính chào thầy giáo Dương Trung Hiếu cùng với cả tất cả toàn thể anh chị em trong group. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Em sinh năm 1992. Em hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hà Nội. Công việc hiện tại ở ngoài đời em đang là một kỹ sư kinh tế xây dựng. Em biết đến YouTube từ năm 2016 khi xem những video của thầy giáo Dương Trung Hiếu và học hỏi những kinh nghiệm trong nhóm chia sẻ bất chấp ngày xưa. Thì quá trình làm YouTube của em 2 năm qua thì cũng chủ yếu là xoay quanh những công việc liên quan đến việc ghép ảnh slide và đọc ảnh. Thì những nội dung video đó thì chủ yếu em làm bắt theo trend. Vì qua xu hướng thì lượng view rất là lẹt đẹt. Về thu nhập của em thì mỗi ngày bây giờ kênh của em cũng chỉ đạt từ 0,1 cho đến 0,2 đô một ngày, một con số rất là thấp. Thì về cơ hội mới khi tham gia của nhóm cách kiếm tiền 1.000 đô trên kênh YouTube thì em mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm chuyên môn, học hỏi từ các anh chị em những kinh nghiệm từ các lĩnh vực trong cuộc sống được các anh chị chia sẻ qua các kênh vlog. Thì về định hướng làm kênh mới thì em đang định hướng làm một kênh chuyên về lĩnh vực xây dựng, giới thiệu với mọi người về tài năng, sự khéo léo của các người thợ công nhân của em khi thực hiện các công tác xây chát, ốp, lát. Thì những cái công việc này thì mặc dù rất là đơn giản nhưng mà nó mang lại những cái giá trị thực cho cuộc sống, xây dựng nên những ngôi nhà đẹp nhất. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã cho em một cơ hội ngày hôm nay được giới thiệu về bản thân mình. Em xin trân trọng cảm ơn.